Ngày 25 tháng 2, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP, Cần Thơ cho biết đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự Đỗ Văn Khá, 24 tuổi, ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, H, Phong Điền, TP, Cần Thơ can tội giết người. Theo quyết định của cơ quan điều tra, quá trình điều tra vụ án xét thấy Khá có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, ngày 3 tháng 1 cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Cần Thơ đã trưng cầu trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ giám định tình trạng tâm thần kinh của Khá. Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 26 ngày 20 tháng 2 đã kết luận về y học trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần phân liệt, về năng lực tại thời điểm phạm tội và hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần, có cơn xung động phân liệt. Căn cứ kết luận giám định nói trên, xét thấy tại thời điểm phạm tội và hiện tại Khá bị bệnh lý tâm thần nên mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thuộc trường hợp không có năng lực trách nhiệm hình sự. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 230 và khoản 2 điều 157 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Cần Thơ quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Như thanh niên đã thông tin, Đỗ Văn Khá là cháu nội của bà Nguyễn Thị Tư, 73 tuổi, cùng sinh sống tại ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, H, Phong Điền, tại địa phương, Khá có biểu hiện bị bệnh tâm thần nhưng không được điều trị. Khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2019, bà Tư đang ngồi ăn cơm trước nhà thì Khá đến xin tiền để ăn bánh, nhưng bà Tư không cho. Lúc này, Khá ra bếp lấy cây dao bầu chém nhiều nhát vào vùng cổ làm bà Tư gục xuống đất rồi kéo xác nạn nhân ra sau nhà đẩy xuống mương. Sau khi chém bà nội, Khá qua nhà hàng xóm, nói với người này bà Tư bị người ta chém, người hàng xóm này cùng những người dân đến kiểm tra thì phát hiện bà Tư đã tử vong, nghi ngờ Khá là hung thủ, người dân trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường và qua làm việc, Khá đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Khá về tội giết người. Giống như cái đường giờ giống như giờ đúng không? Giờ chạy đâu mà xong rồi đường thủy qua đụng dữ vậy. Chén ba phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ, cá nó tính phóng bay mà. Ồ, đã quá. Wow, em nữa. Đây, nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Đây. Liện em cá ở đây luôn ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con đâu nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cũng đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào, lôi cuốn hấp vẫn vẫn đó. Có lưới tuốt ở đây luôn hả? Thank you.
Đây, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đặng thăm kia đi tới luôn.